không ai nghĩ Meta hết trơn á. Xong lần đầu tiên gặp partner của mình mà là top á, mấy bạn sẽ rất là dễ bị insecure về cái chiều cao của em. Đúng rồi, anh nói anh khen em giỏi hay là kiểu anh respect á, không phải là giả bộ đâu nha, là sự thật. Xin nhận, xin nhận. Em cũng phải học hỏi từ anh làm sao mà anh có thể làm được một cái series như thế này. Em không làm được, em không làm creative được, em quá buồn, em thất vọng vậy bạn, không xem khóc điên lên luôn. Em thường á buồn là em không nói được, không biết nói với ai chứ, thậm chí là em có người yêu em cũng không nói được với người yêu. Và mỗi ngày gặp những chuyện buồn nó chồng chồng chồng, và khi nó đổ ra một cái thì mình khóc òa như là một đứa con nít vậy. Xin chào tất cả mọi người đã đến với lại Around Bean tập 8. Thì đến với series này, Bean cũng lại một khách mời đặc biệt sẽ cùng mình ngồi xuống và mình nói chuyện. Ok. Và mình sẽ tâm sự những cái chuyện xung quanh tụi mình. Khách mời ngày hôm nay là 3D. Hello. Mình là Minh Trí. Mọi người còn gọi mình trên mạng xã hội là 3D. Mình là copywriter full time. Mình hay để trên bio của mình đó là 9 to 5 copywriter và 5 to 9 content creator. Mình làm hai công việc đó là chính. Nhiều đó là quá đủ rồi đấy. Nhiều đó là quá đủ rồi hả? Chứ em mà làm thêm nữa là thời gian ở đâu mà em không biết nữa, nhưng mà muốn làm thêm. Gặp em ở ngoài là anh thấy em y chang trên mạng luôn á, tức là cái năng lượng á ở trên mạng anh thể hiện trên social như thế nào đó, ngoài em như vậy luôn, kiểu như hả rất là sôi sôi động vui vẻ. Nếu mà nói về biết em á thì thông qua TikTok, tại vì những cái clip nó viral lên là em làm cái content con ma á. Ok, con ma, con ghost. TikTok nó sẽ dẫn qua cái Instagram đó, đúng rồi. Anh có bấm qua thì anh thấy là em đã follow anh từ trước rồi, tại vì anh thấy cái thanh follow á nó ghi là follow back. Ok cái anh cũng có follow lại rồi. Anh cũng có biết thì ra bé này là nó học chung trường với mình, là học băng lan. Và actually là em biết anh là đâu anh đâu tay không nhớ nữa, hình như là em thấy story của ai đó ở trong khoa mình, xong rồi tag anh vô, chắc là story của anh Tài maybe, thấy story có tag anh vô, ủa anh này là anh nào nhìn lạ lạ, nhưng mà tại sao chơi chung một nhóm toàn là băng lan không. Xong mới follow, xong mới anh này cũng có làm content nè, anh này cũng có nhảy nhót các kiểu nè, chiến quá nè, đầu tư quá nè, rồi follow không có nói chuyện nhiều đúng không, không có nói chuyện nhiều là chỉ tương tác rồi follow. Xong biết ok, có một anh tên là Bean cũng làm content creator. Từ cái lúc mà mình tương tác với nhau trên mạng xã hội cho tới lúc mà anh gặp em á lần đầu tiên ở ngoài là ở Pumping Concert ở Hà Nội. Cái lúc mà anh đang đứng mua nước á là chung với Tài rồi, với lại đám bạn luôn. Anh nhìn ra anh thấy mấy đứa nó rất là cao. Nó xếp hàng chung với lại tất cả mọi người mà nhìn em rất là cao vậy nè. Họ nhận ra là 3D. Cái xong mình có say hi nhau một cái. Đúng rồi. Lúc đó là em nhớ là em có nhìn anh Tài. Lúc đó em không biết ai hết, em chỉ biết anh Tài với là anh Khang hả? Đúng rồi, anh Khang thì em có biết hai người. Xong rồi em mới quay qua hello, xong rồi anh cũng quay qua anh chào em. Đúng rồi, thì anh thấy em, cái ấn tượng của anh lúc đó của em là em cao vãi luôn. Anh chơi với bạn, ví dụ như là Tài này em biết nào, Uy Khang em biết là hả, tầm 1m75. Ok. Mà em là em cao hơn tụi nó nữa, cho nên là anh bị ấn tượng là vậy đó. Tại vì trên mạng anh không nghĩ là ngoài em cao như vậy. Ai cũng nói vậy. Mấy bạn nhìn TikTok của em nha, ai cũng sẽ tưởng em 1m6, 1m65 gì đó, tại vì kiểu không biết nữa, tụi nó kêu là nhìn mày rất là nhỏ con. Mà nhìn cái hình của mày đăng trên mạng xã hội nhìn rất là giống kiểu mày 1m6, sao mày kéo chân dài đó, chứ giống 1m8. Không ai nghĩ mấy tám hết trơn á. Xong lần đầu tiên em gặp anh Nam, mới hôm nọ em đi Hà Nội gặp anh Nam, một anh TikToker. Thì ổng kể là cái vụ mà hồi lúc mà ổng gặp em ở ngoài đời á, ổng phải ngước anh nhìn. Anh nhìn em trên mạng á, anh nghĩ em là kiểu xem cỡ anh thôi, tầm 1m7 thôi. Người ta thường nói là vậy nè, cái chiều cao á lúc nào cũng là một cái lợi thế của một người. Kiểu như người ta sẽ có rất là nhiều cơ hội ở trong công việc, ở trong những cái chuyện của người ta. Nhưng mà anh muốn hỏi là có bao giờ mà em gặp một cái chuyện đó bất lợi về cái chiều cao của em chưa? Hoài nha, về lợi thế á, ai cũng khen rồi kiểu trời ơi, mày này cao quá. Không luôn là cái đứa con nhà người ta cao 1m8 mấy á, kiểu giống vậy. Nhưng mà bất lợi cũng nhiều lắm nha. Đi máy bay không thể nào ngồi thẳng chân được, không ngủ được, và đi xong lúc nào về nó cũng sẽ có hai cái lằn ở trên chân, người ta để cái chân tì vào ghế á. Không đi xe giường nằm ở cái mức giá dưới 350 được, tại vì cái giường nó rất là nhỏ, không thể nằm được luôn, phải đi xe giường đôi á thì cái chân mới để ra được. Rồi lên xe taxi 4 chỗ thì cái đầu nó bị cộc đi trong cái trần xe taxi. Anh ấy em có hay quay story gì cái đó đó. Đúng rồi, với lại kiểu đi thì hay bị đụng đầu, rồi kiếm đồ thì cũng không có đồ mà. Phải sau này là những cái brand global rồi, những cái brand mà đồ oversize cái kiểu thì nó mới về Việt Nam á thì mới có đồ để mặc thôi, chứ hồi
xưa là quần là quần sọt hoặc là phải đợi người nhà đi nước ngoài về xong rồi mua đồ về á thì mới mặc được những cái đồ đó, chứ không là không có đồ để mặc luôn. Hoặc là tại ngu quá không biết kiếm đồ chứ mà nói chung là bây giờ mới kiếm được đồ để mặc. Ví dụ trong chuyện mà tình yêu á, nó gặp bất lợi về chiều cao của em không? Sometimes đôi lúc cũng có nha, tại vì em là versatile. Mọi người á kêu làm những bạn bot á thì không nên cao quá, còn những bạn top thì cao là bình thường. Thì em là nằm chính giữa nên là khi lúc mà gặp partner của mình mà là top á, mấy bạn sẽ rất là dễ bị insecure về cái chiều cao của em. Đúng rồi, hồi đó là em có một bạn người yêu nha, bạn đó cao có 1m52 thôi nhưng mà yêu lắm, yêu gọi là quen mà ta nói yêu đắm đuối á. Em nằm dưới okay. Thì ý là đó giờ em đều nằm dưới, chỉ có một bạn là em nằm trên thôi, nhưng mà xu hướng thì vẫn nằm trên. Là kiểu tính cách thì không quan trọng nha, tính cách thì ở ngoài là em là con trai với con trai là xem cứ như nhau thôi, không có quan tâm lắm, nhưng mà trên giường á thì em sẽ linh hoạt. Thì that's why là em gọi em là verse. Tất cả những người yêu cũ của em không có một ai cao hơn em hết, nhưng mà crush của em thì sẽ luôn là người cao hơn em. Em có crush hai bạn, một bạn 1m9, một bạn 1m92. Siêu cao, siêu mê luôn mà không bao giờ quen được những bạn đó. Xong rồi hồi đó dùng dating app thì cũng có gọi là mấy anh cũng gọi là quẹt phải các kiểu, xong cũng nói chuyện các kiểu, xong rồi mới hỏi là ủa chiều cao em để real hay phát dậy. Em kêu là ủa em để real anh. Nói, ủa vậy hả, em 1m83 hả? Sorry bé cao quá, not my type. Xong rồi kêu oh what the fuck. Rồi xong bye bye. Yeah, cũng như mọi người bị một cái perception là những bạn bottom phải là những bạn nhỏ nhắn, những bạn phải thật là dễ thương, phải kiểu là như đồ chơi lật qua lật lại thì mọi người mới thích. Còn những bạn mà bottom mà kiểu to đùng như vậy thì các bạn là không thích. Khoảng một năm về trước, trong lúc mà em vẫn đang single, đang tìm người yêu á, thậm chí em có xu hướng là đi tìm những bạn nước ngoài để mà em quen. Em đi dating với lại những bạn nước ngoài, Mỹ trắng, Mỹ đen, và kiểu mấy bạn đều to hơn mình nên mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Bạn kiểu không có phân biệt là bottom là phải nhỏ hay bottom phải to ấy kìa. Tại vì mấy cái suy nghĩ đó của mấy bạn top mà kiểu mấy bạn bottom mà phải nhỏ hơn mình thì thật ra nó cũng hợp lý theo cái hướng suy nghĩ của mấy bạn. Ừ. Đấy là mình phải nằm trong cái vị trí đó, anh thật cảm nhận mình thấy nó cũng hợp lý. Tại nhiều khi mấy bạn muốn che chở, muốn khoác vai, cái muốn kẹp cái cổ mình vào cao thì người ta lại không có làm điều đó được. Dạ dạ. Cũng đúng. Thế là ok thôi, thông cảm thôi, nếu mà không đến được với nhau thì chịu thôi. Chịu thôi. Tại vì anh có theo dõi em á thì anh thấy em là một trong những bạn Gen Z mà anh cảm thấy rất là giỏi. Em đồng trang lứa xem với lại cái lứa tuổi của anh nè, thì em tiếp xúc được công việc của mình á với rất là nhiều những cái brand lớn. Anh thấy nè, Lancôme nè, Suwasu, La Roche Posay. Gần đây em có đi qua Singapore để em tham dự một cái project hay là một cái event gì đó của Spotify với TikTok. Yeah. Đó, nội kể mấy cái đó ra thì là giỏi chưa? Chia sẻ thêm với những cái bạn mà biết đâu có thể là những bạn đang xem cũng là cái công việc content creator giống mình, giống tụi mình, thì cái cách mà em tiếp cận và cái cách mà em nắm những cái cơ hội của những cái brand lớn đó như thế nào? Có khó nè. Nói sao ta, nghe thì nó sẽ hơi pick me. Nhưng mà em sẽ luôn tin vào chuyện là mình định vị mình ở đâu thì những cái thương hiệu, những cái cơ hội, cái tầm cỡ ấy nó sẽ tới với mình. Ví dụ như là em sẽ luôn nói là nếu như mà brand đó em chưa sử dụng thì em sẽ không bao giờ làm. Ví dụ mỹ phẩm đi, hay là những cái brand khác đó, nó rất là mainstream á, nó phải rất là nổi, nó phải rất là nhiều người biết rồi thì em mới dám sử dụng. Nghĩa là em chỉ nhận quảng bá và làm việc với lại những cái thương hiệu mà em sử dụng thì nó vô tình là những cái thương hiệu rất là lớn. Đó, nên là những cái thương hiệu nhỏ nhỏ hơn họ lấy cái liên hệ thì em chỉ nói thẳng là em chưa bao giờ sử dụng hết, em không có dám làm. Rồi một phần nữa nha, cái công việc ở trên công ty của em thì em là copywriter. Thì công ty của em sẽ gặp được rất là nhiều những cái khách hàng lớn ở trong ngành đó, thì họ sẽ là những cái market leader ở trong ngành. Cái lúc mà em gặp họ thì brand team á thì cũng có làm việc với em as a copywriter, nhưng mà khi lúc mà brand team kết nối với em trên những cái nền tảng mạng xã hội khác á thì họ lại biết em là một influencer, một micro influencer, thì họ nói bạn này profile cũng ok, nội dung cũng vui vẻ, cũng sạch sẽ, chắc mình sẽ book bạn này thử. Dạ, thì em cứ làm việc. Có một cái thương hiệu em rất là thích và em thường xuyên làm là La Roche Posay, là em làm suốt luôn. Thì lúc trước á em là copywriter và em chưa bao giờ làm được La Roche Posay. Xong em làm ở trên công ty, em làm với La Roche Posay và là creative. Thì cái chị brand manager rất là thích em. Rồi xong cái cả hai làm việc với nhau, xong rồi brand team cũng biết em là TikToker, xong các bạn brand team cũng book. Và xong tới bây giờ là em cứ làm việc với La Roche Posay chắc bây giờ cũng 90 cái video hay là 90 cái project gì đó. Dạ, thì cứ vậy mà làm tới. Rồi thêm một cái nữa, em nghĩ á nha, ở trong ngành
cạnh mình á, cái quan trọng nhất á là cái mối quan hệ mà mình xây dựng được với những người xung quanh nó không chỉ dừng ở việc là họ book mình một video rồi thôi, mà em sẽ thường là kiểu như ai mà book mình một video rồi xong mình làm việc xong xuôi, hết mọi thứ thanh toán xong xuôi thì mình sẽ mời họ trà sữa, mình sẽ mời họ một cái gì đó in return, tại vì nhờ họ mình mới có nguồn thu nhập. Cái tính em cũng thích tặng quà cho người khác mà, là em cứ gửi hết, xong rồi họ cứ thấy dễ thương, xong rồi cứ làm tiếp với mình, thì dần dà giật dà dẫn em tới một cái cơ hội lớn nhất mới vừa đây. Actually là cái cơ hội này theo em biết được mà kiểu không biết nữa, tin hành lang đồn á, hai cái swords mà để tạo ra cái cơ hội này, họ biết em là vì em là Converse All Star. Thì Converse All Star là một cái nhóm sáng tạo của Converse, mọi người sẽ rất là hay promote mình và cái hình ảnh của mình thì cũng sẽ được đi ra quốc tế somehow ít nhiều cũng sẽ đi ra quốc tế, nên là họ biết tới em. Cái thứ hai là ở trong ngành của em thì agency quen biết nhau, thì cái chị đó cũng có biết em, cũng đã từng làm việc với em một lần, thì chị đó mời em tiếp qua cái cơ hội này. Nó cũng không có dễ, có một cái list rất là nhiều những cái bạn KOL khác nhau. Mình phải proof được là mình nói được tiếng Anh tốt và mình có được cái sự hiểu, và mình cũng là thật sự là một người sử dụng của cái thương hiệu đó. Ý như là ở đây là Spotify, thì em đã sử dụng Spotify rất là lâu rồi. Rồi xong cái đưa ra các criteria đó thì em cứ proof thôi. Em nói em có video này em nói tiếng Anh nè, hoặc là em có những cái video này em có làm nhưng không có e, vì em cũng nói tiếng Anh 100% luôn, nên là mọi người cứ gửi, mọi người cứ check xong ok. Xong tới lúc mà thậm chí là tới lúc mà em nhận được vé máy bay em mới tin là em được đi, còn không là không bao giờ tin là mình được đi luôn. Đúc kết lại là mình định vị mình ở đâu thì những cái cơ hội như thế sẽ tới. Mình cứ stay true, mình cứ làm mình không vì tiền mà mình đánh mất đi những cái giá trị của mình. Rồi cái thứ ba là tạo dựng mối quan hệ càng nhiều càng tốt, tại vì có thêm bạn thì bất thù thôi, thêm bạn bất thù nha. Qua cái câu chuyện em kể thì anh cũng đúc kết ra được một cái mà anh cảm thấy nó nên có và nó giúp cho mình nhiều, đó là cái networking. Tại vì em làm việc như em nói ở trong công ty, em làm những cái vị trí rồi xong rồi từ những cái vị trí đó em lại mở rộng ra mình được thêm anh chị em là vì chung, người ta biết mình với là một cái tư cách là influencer. Thì kiểu như là cái networking nó giúp cho mình mở rộng được nhiều thứ. Đúng, công nhận. Có những anh chị brand manager ở rất là lớn mà mình nghĩ là trời chắc họ tốt trên đó, họ không bao giờ nhìn xuống tới mình đâu. Nhưng mà khi lúc mà mình làm việc với họ và mình thật sự là mình nói chuyện với họ, như là mình cho họ những cái tốt nhất mà mình nghĩ là sẽ tốt cho công việc của họ, thì họ tự nhiên họ có tình cảm, họ có cảm tình với mình, nó nói ô thằng này được việc quá, thằng này dễ thương quá. Mình coi Instagram nó coi, nó ô content thằng này vui quá. Đó. Thì cứ vậy mà lên. Thì ngoài cái việc networking á, giống như là cái chuyện mà em học tiếng Anh nè, đó nó cũng giúp cho em có một cái tấm vé để đi. Nhưng mà mình không thể nào mình phủ nhận được, ví dụ em có tất cả hết mọi thứ đi, nhưng mà lúc mà check ra cái English của mình không ok, thì người ta cũng consider lại. Bạn này có thể nhiều khi cho bạn nó qua, các bạn nó nghe những cái buổi mình làm việc chung với nhau, các bạn nó không hiểu gì thôi sao đó. Mình cũng phải chăm chỉ học tiếng Anh. Em là kiểu multitask, content creator không đâu. Từ những cái đó nó sẽ link với nhau ra những cái cơ hội cho mình. Chuẩn bị một cái là em không biết sao nhưng mà sẽ thường á là cái việc mà 9 to 5 với lại cái việc 5 to 9 á, nó thường sẽ là hai cái mảng rất là khác nhau. Ví dụ như một bạn sáng làm IT thì tối bạn nó sẽ về làm content creator. Nhưng mà rất là trộm vía là cái việc mà em làm 9 to 5 nó lại somehow nó liên được với lại cái việc em làm 5 to 9. Anh nói anh khen em giỏi hay là kiểu anh respect á, không phải là giả bộ đâu nha. Là sự thật. Xin nhận. Em cũng phải học hỏi từ anh, làm sao mà anh có thể làm được một cái series như thế này. Em thiệt là em cũng có làm YouTube, cũng có máy y chang anh luôn rồi. Máy y chang luôn nha, nhưng mà em không bao giờ nghĩ là em sẽ book một cái studio rồi mời những người xung quanh tới nói chuyện kiểu như thế này, xong làm ra thật sự là làm ra một cái series như vậy. Nhưng mà em được một cái hơn anh, nó có nghĩa là em không có chăm vào YouTube nhưng mà em lại chăm vào TikTok, cho nên là cái social TikTok của em nó mạnh. Nói chung là mình không phải là không được mà khó có thể run cả hai, mà nó mạnh bằng nhau lắm em. Anh run YouTube là anh run từ xưa, lúc mà TikTok nó còn chưa về Việt Nam mà nó nổi nữa. Lúc đó là còn Musical.ly. Đúng rồi, xem Musical.ly rồi xong rồi nó qua một cái nền tảng MUVIC rồi xong rồi nó tới TikTok. Đó là nó phải qua những cái quá trình gì đó. 2015. Là lúc đó là anh bắt đầu anh cũng kiểu làm YouTube chưa có xây cơ, nhưng mà mình cũng đam mê, mình cũng xem nhiều trên YouTube từ những cái thời hồi xưa đó. Cái thời đó là thời của ai? Thời của Trang Makeup. Đúng rồi. Thời của chị Trinh Phạm. Review by Ru, góc của Ru. Rồi thời cái chị mà hay review đoạn bà chị Bi á. Xem những người đó xong rồi nó dẫn tới mình cũng muốn trở thành những người như vậy. Nói chung giữa YouTube với TikTok á, thật ra thì cái nào nó cũng mang lại cái lợi ích cho anh. Cái nào nó cũng, thì nói thẳng thực tế ra nó cũng mang lại tiền cho mình, nó mang lại cơ hội công việc. Nhưng mà nói về sở thích
và một cái nào đó mình into hơn thì anh vẫn thích cái định dạng video ngang chứ hơn. Thế hả? Anh cảm thấy nó có chiều sâu hơn, có độ còn gặp TikTok thì anh sẽ làm những cái mà nó vui vui, vui vui, nó giải trí, nó sầm sàm, nó vô tri. Yeah, okay. Đó là cái lý do mà anh sẽ đặt lên cái bàn cân thì anh sẽ ưu tiên YouTube hơn. Tại vì trong năm 2023 vừa rồi thì anh cũng nằm anh suy nghĩ 2024 mình nên làm một cái gì đó trên YouTube ta. Cũng suy nghĩ hoặc mình làm một cái series mình ngồi xuống cùng với những cái người bạn xung quanh của mình khai thác về cuộc sống của họ, lifestyle của họ như thế nào. Tại vì tất cả những cái video này, tất cả những khách mời anh quay luôn thì ít nhiều gì nó cũng chia sẻ được những cái mà những bạn mà viewer của anh á có thể được truyền cảm hứng mà học hỏi được. Anh sure luôn. Anh nghĩ cái câu này á, nó không chỉ riêng em mà có rất là nhiều người bị, trong đó cũng có anh. Là em có bao giờ bị áp lực đồng trang lứa chưa? Thì phải sợ hả? Đúng, tại vì á, không phải là mình dở. Nhưng mà mình cảm thấy những cái của mình làm á, nó chưa bao giờ là đủ hết á. Và khi mà mình nhìn những cái người xung quanh của mình, hay là mình nhìn những người mà có thể lớn hơn mình, nói chung là vẫn nằm xem trong cái circle Gen Z của mình thôi. Somehow mình sẽ có một chút gì đó vẫn tự ti. Mình cảm thấy những cái của mình làm nó vẫn chưa bằng người ta. Cái mình đâm ra mình bị áp lực. Đúng rồi, đó là cái core của áp lực trong trang lứa. Áp lực trang lứa thì em nghĩ là ai cũng có. Em cũng bị, anh cũng bị. Em rất là hay bị luôn. Em tin vào năng lượng. Nên là em tin vào cái chuyện là mình surround mình bởi những người thật sự giỏi, thật sự giàu, thật sự tốt, thì đâu đó thừa hưởng lay lay cái ké được xíu của họ. Thì nên vậy em rất là hay bị tự ti. Cho anh tưởng tượng có một ngày buổi sáng mình thức dậy, xong mình nhận được một tin nhắn là mày ơi buồn quá, buồn cười quá, tao vừa bấm chuyển khoản cho người ta 1 triệu mà tao chuyển lộ 1 tỷ rồi mày ơi. Cái quá, người ta đã có 1 tỷ để người ta chuyển lộn rồi. Where am I? Rồi xong đi lên công ty rồi thấy anh chị đều rất giỏi, anh chị đều có những cái thành tựu nhất định. Rồi sao những người cỡ tuổi em họ run một cái business, họ có cửa hàng riêng, họ có cà phê riêng, họ có một chuỗi Airbnb riêng, đi làm công ăn lương đi, họ cũng là những người bạn xung quanh em. Thì có những người là lương intern thôi nha đã là 70 triệu, và lương chính thức lại là 90 triệu, 100 triệu. Xong nhìn những con số đó, xong nhìn thành tựu họ cho mở má thôi muốn tắt máy đi ngủ cho rồi á, rất là áp lực. Và em nghĩ là nó cũng là cái chuyện thường. Có một cái điều mà em luôn dặn em những cái lúc mà như vậy á, mỗi người đều có một cái hành trình, nghe rất là cringe luôn, nhưng mà chỉ cần mình tập trung với cái hành trình của mình là được. Hồi trước á em rất là sợ là bây giờ mình 22 tuổi thì mình phải làm được những cái điều này, mình mới gọi là mình đã 22 tuổi. Nhưng mà em nghĩ lại á là bây giờ mình 22 tuổi mình lại không được, hay 23 tuổi mình làm được, miễn sao mình vẫn làm nha, chứ không phải là kiểu mình nói xong mình y là mình im á, mà mình vẫn phải làm. Là ok, ta muốn mua xe hơi vào tuổi 23 thì ok, mình phải work towards it, thì mình không nhất thiết là có con số rồi đó. Em nghĩ là áp lực trong nhân lớn nó tới từ cái chuyện là mình luôn nhìn vô cái thành quả của người khác để mà mình đánh giá cái hành trình của mình đang đi. Mình nhìn một người tập gym 8 múi để mình nhìn lại cái body của mình thì mình thấy mình chả là gì hết trơn á. Xong mình nhìn những người ta đồng lương rất là cao á, kiểu thì họ cũng phải là từng có một cái quá trình rất là struggle để mà họ lên được tới mức đó, thì mình cũng đang struggle của mình, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ có được một cái thành quả gì đó mà đủ khiến cho những người còn lại cũng sẽ sợ y chang vậy thôi. Em rất là hay bị, nhưng mà em cũng rất là hay tự tát cái mặt mình mấy cái cho tỉnh. Nhiều lúc á em bị peer pressure tới mức mà em khóc luôn, em muốn bỏ social, muốn bỏ hết tất cả mọi thứ. Với hôm 31 tháng 12 em làm self reflection, em làm 2023 reflection. Đầu năm 2023 em sẽ có những cái goal nhất định và em đặt ra hết tất cả mọi thứ. Em nhìn lại cuối 2023 nha, bạn bè xung quanh em, ý là về social đi, thì bạn bè xung quanh em ai cũng lên ít nhất là 100.000 follower, còn em thì tăng được 3.000 follower. Em kiểu what the fuck, what have I been doing nguyên một năm qua. Xong rồi lúc đó cảm thấy buồn, cảm thấy mình unworthy, cảm thấy mình trời, content của mình càng lúc càng dở, càng lúc càng flop, càng lúc càng không ai xem, rồi mọi người unfollow càng nhiều. Lúc đó là em bị peer pressure. Em nhìn lại những đứa bạn như Jesse Jack nó lên quá trời lên, rồi xong những cái con xung quanh nó cũng lên quá trời lên, xong cái buồn. Xong một hồi sao em mới nghĩ là ủa trời, cái core của cái chuyện mình làm là gì. Như hồi trước em nói là em muốn làm content là tại vì em thích làm content, em thích ngồi quay, em thích ngồi nói, em thích ngồi edit, rồi em thích đăng nó lên mặc dù không ai xem mà em vẫn thích làm cái đó. Thì tại sao bây giờ mình lại mất cái đó, mình những con số mình đè lên mình á. Xong quay lại comeback, tự tin trở lại làm content xàm, thích gì đăng nấy, không quá quan tâm nữa, thì thấy thoải mái hơn, thấy mình enjoy hành trình của mình hơn. Giống như là đầu năm em sẽ có cái vision board, thì em sẽ rất là muốn cái vision board tất cả mọi thứ đều trở thành hiện thực. Giờ em muốn đi Hàn Quốc, em muốn có cái này, muốn có cái kia, làm được hết, làm được chắc 30
50% cái vision board thôi. Thì em mới nhớ lại, lúc đó cũng buồn nha, cũng thấy trời sao những đứa xung quanh làm được hết cái vision board của nó, thấy ham quá, thấy nhiều tiền quá, thấy đời nó như mơ vậy. Xong rồi nhìn lại mình thấy cũng không có gì lắm, nhưng mà lúc đó em kiểu cái video khiến cho mình làm vision board là tại vì bà đó nói là mình đã làm vision board và hai điều trên cái vision board của mình thành sự thật, 2/100 điều. Nói giống nói dài, nhưng mà nói chung nhìn lại á, mình sẽ thường bị peer pressure và tại vì mình nhìn cái thành quả của người ta. Đúng rồi. Rồi mình đánh giá cái hành trình của mình sẽ không cảm giác mình làm được gì khi lúc mà mình nhìn về đằng trước, nhưng mà nhìn về đằng sau thì mình làm được hết trời. Có một cái chị là creative director biết em đợt đó là em đang pitching một cái show và em rất là buồn, em khóc, em không làm được, em không làm creative được, em quá buồn, em thất vọng vậy, bản thân em khóc điên lên luôn. Xong bà mới kêu là bây giờ bỏ cái chuyện mày khóc, mới khóc qua một bên, bây giờ thay vì mày nhìn vô cái pitch của mày thì mày nhìn ngược lại coi nguyên một tuần qua ở trên công ty mày đã làm được những gì. Xong em kiểu mình cũng làm được cái này, cũng làm được cái kia. Xong dư trở lại, trời ơi, sometimes anh còn bị gọi là áp lực mà ngoài cái trang lứa của mình nữa, tức là anh áp lực bởi gia đình của mình, kiểu ba mẹ của mình á, cái lúc mà cái tuổi của mình á, ba mẹ mình làm nhiều thứ lắm em, ba mẹ mình kiếm được nhiều tiền mà sao tự nhiên cái tới cái thời của mình á, mình không có kiếm được nhiều tiền như ba mẹ của mình hồi xưa. Thấy mình flop flop. Lâu lâu anh cũng ngồi anh tâm sự với mẹ anh, thì mà mẹ anh cũng nói ra một cái điều mà anh cảm thấy cũng đúng, là mẹ nói là kinh tế ngày xưa nó khác bây giờ. Ngày xưa dễ kiếm tiền thật, bây giờ kiếm tiền khó lắm. Một cái đồng tiền bây giờ kiếm một ngày rất là khó. Đâu. Cái mình nghe mình cũng được an ủi phần nào. Ờ đó, hồi đó em cũng từng bị áp lực. Ê, anh nói em mới nhớ nha. Một trong những cái điều mà làm cho em muốn đi làm và muốn làm sống làm chết là tại vì em nhìn vô một người dì ở trong nhà em, dì đó là cái dì giàu nhất. Em nhìn vô cái dì đó năm 30 tuổi đã mua được một căn biệt thự. Mình cũng phải làm được như vậy, xong làm sống làm chết. Xong cái giờ nghĩ lại, má mình cũng có mua được biệt thự đó. Má mình nuôi mình là hai mãi rồi. Và má mình vẫn sống tới bây giờ, tôi kiểu được, mình sẽ là mẹ mình đó. Bởi vì kiểu mẹ anh nói với anh cũng thấm về cái chuyện kinh tế hồi xưa với bây giờ, với mẹ nó là tại hồi xưa ba mẹ anh quá khổ cho nên là phải cày trâu cày bò để có tiền, còn mình thì bây giờ mình khác, tại vì kiểu như là mình chưa chạm tới mức cái đáy của xã hội tới mức cái sự khổ á, cho nên là mình sẽ không có cày trâu cày bò. Bây giờ mình muốn cày trâu cày bò thì cũng được thôi, nhưng mà tại vì do mình kiểu mình consider là thôi mình cày vừa thôi, mình còn tận hưởng nữa đó, cho nên là mình không có cố hết sức cày trâu cày bò để kiếm tiền. Mà mỗi lần anh bị áp lực như vậy á, anh cũng tự tát với mặt mình bằng ba điều vậy nè. Một cái cũng giống em, tức có nghĩa là em dùng cái từ hành trình, nhưng mà anh thì anh dùng cái từ sứ mệnh. Anh nói là mỗi người tới cái vũ trụ này đều có một cái sứ mệnh. Sorry anh hơi tâm linh, tại vì trong cái năm vừa rồi á, anh kiểu cũng tham khảo mấy cái thần số học được đó, thì anh thấy là mỗi người sinh ra tới cái trái đất này, tới cái vũ trụ này đều có một sứ mệnh riêng. Mỗi người sẽ khác, không ai giống ai hết, rồi mỗi người thì cũng có một cái hành trình, đi một cái con đường riêng. Giống em, miễn sao là mỗi ngày mình vẫn cố gắng, mình tốt hơn mình ngày hôm qua là ok. Đúng. Rồi cái thứ hai á là anh tự tát vào mặt mình là đừng có nhìn lên hoài, phải nhìn xuống nữa. Đúng rồi. Áp lực đồng trang lứa với những người ở trên hay những người xem mình, nhưng mà ở dưới cũng có những người, người ta nhìn mình người ta áp lực. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta muốn được như mình dù chỉ là một phần thôi. Đúng rồi. Đó, cái anh nhìn là những cái điều đó anh cảm thấy là ít ra mình cũng làm được rất là nhiều thứ để người ta phải áp lực như mình. Hồi xưa anh mới tập tành làm YouTube á, cái anh cũng làm content này content kia, cho tới bây giờ anh vẫn đang trên con đường mà tìm thêm những cái mới xem nó có phù hợp với mình không. Hiện tại cái mà phù hợp với anh nhất thì anh thấy đó là ăn uống. Bánh tráng sô, bánh tráng quýt sạc. Mặt đó là làm bên TikTok thôi. Bánh tráng quýt bé. Chứ YouTube là anh sẽ làm một cái kiểu nó dài hơn, nhiều món hơn. Đúng rồi. Anh nhớ là anh có múc bàn, bạch tùa cái kiểu rồi đúng không? Có một cái clip anh ăn gà cũng gần 1 triệu view á. Wow. Đang 90,000 view á. 1 triệu view trên YouTube nó là một cái gì đó lớn á. Cũng lớn với mình á. 1 triệu view trên TikTok đạt dễ lắm em. Đúng rồi, viral rất dễ. Đúng rồi, còn YouTube trên YouTube thì nó khó, nó này kia lắm. Anh làm những cái đó thì như em á, em thích gì đăng nấy, còn anh là anh thích gì ăn nấy và cũng sẽ đăng lên. Vô tình nó có một cái lúc trước khi anh làm múc bang nha, anh làm những cái anh đi du lịch về beauty, về này về nọ, xong rồi có những cái nó lên, có những cái nó không lên. Anh bị rơi vào một cái gọi là identity crisis á, khủng hoảng bản sắc cá nhân. Cái xong anh ngồi cái anh mới nói anh không biết thật sự là mình đang thích gì, mình muốn gì, đang bị lạc lõng, anh không có xác định được. Mình này em thi á, mình bị trống rỗng như thế này nè. Ok, thì anh muốn hỏi em là không biết bao giờ em rơi vào cái vị trí đó chưa, một cái trạng thái khủng hoảng bản sắc cá nhân. À, thật ra là tới bây giờ em cũng chưa xác định được bản sắc cá nhân của mình đâu. Em vẫn còn đang đi tìm, hoặc là em nghĩ là không bao giờ xác định được. Em chỉ biết em là một thằng vui vẻ, thích gì làm nấy, sống thoải mái. Thật ra đó cũng là người hướng ngoại rồi. Thì người hướng ngoại nói chung em sẽ không biết label mình là cái gì. À, em cứ đi làm
làm rất là khó để mà trả lời được là một cái câu hỏi là nếu mà gọi mày bằng một title thì mày sẽ là gì. Không biết là copywriter hay là content writer hay là người hướng ngoại, người hướng nội, người hướng ta là một binh, hướng dương, hướng gì ai biết. Khủng hoảng bản sắc cá nhân thì chắc là em chưa bị đâu, nhưng mà em sometimes nếu mà nghe những cái chia sẻ của anh á thì em sẽ thấy nó giống như bị lost cái định hướng của mình hơn. Những lúc mà như vậy á, em thì em có bị lost định hướng rất nhiều lần, rất thường xuyên thấy content flop là mình có nên làm nữa không, thấy cái này cái kia mình có nên làm nữa không, thấy mình đăng hình mặt mình lên Instagram ít like quá mình có nên đăng nữa không. Nhưng mà những lúc như vậy em sẽ thường ngồi self reflect, em sẽ ngồi nhìn lại hoặc là em sẽ ngồi đọc lại những cái trang nhật ký cũ. Actually em có viết nhật ký mỗi ngày, thì em sẽ ngồi đọc lại những trang nhật ký đó rồi em coi là những cái ngày trước đây á, cái gì làm cho mình cảm thấy vui, cái gì làm cho at the end of the day mình bỏ ra trong nhật ký của mình, lúc nào mình được khen vì cái gì mà mình thích nhất. Hồi trước đây là mọi người khen là trời sao mà chụp hình đẹp quá, lúc đó em rất là vui. Thì em ngồi em coi lại coi trước đây mình được khen những cái gì và bây giờ mình được khen những cái gì, thì bây giờ mình cũng dần dần đâu đó được một cái cục, cái core của mình lúc đó, thì dần em lấy lại định hướng. Mới đây luôn, 2 tuần trước là em nghĩ lại là mình có nên làm copywriter không, lúc đó bí idea quá, hay là mình nên làm thầy giáo, tại vì hồi đó em cũng muốn làm thầy giáo. Em làm thầy giáo thì nó dạy môn gì trong ngành mình, nó chắc như copywriting chắc hạn, hoặc là dạy tiếng Anh. Hồi đó em cũng nhớ là được khen dạy đẹp mình cũng vui, hay là mình làm dancer cũng rất là nhiều thứ. Xong rồi em mới nghĩ đi nghĩ lại và em dùng một cái gọi là một cái phương pháp của người Nhật là ikigai. Nó là có 5 cái cục đó, thì nói chung nó rất là nhiều, nói chung là ikigai. Thì em ngồi ikigai một hồi, em ngồi viết ra một hồi, em định hướng một hồi, thì em lại có ra được một cái cục là mình muốn làm sáng tạo. Ở trong ngành sáng tạo thôi, làm cái gì cũng được, là em chỉ muốn như thế. Nên là so far nha, ở thời điểm hiện tại em tạm gọi em là content creator và copywriter, nhưng mà có thể trong tương lai em sẽ là một dancer, có thể trong tương lai em là một photographer. Cũng hoảng bản sắc cá nhân với em nó không phải là một thứ mà em sẽ bị lo, tại vì em sẽ không có bị mất nó đi nếu như mà nó ở trong mình á. Nên là mình cứ ngồi nhìn lại cái mình là chí đê, mình vui vẻ, mình hoạt bát, không bị mất cái bản sắc cá nhân của mình nếu mà mình là người vui vẻ. Thật ra khi mà giống em nha, ai mà hỏi anh title của anh là gì á, lúc trước anh cũng không có biết trả lời anh là gì. Anh chỉ muốn mọi người biết tới anh là Bin và anh có thể làm những cái như thế này đúng. Anh có thể làm vlog, anh có thể làm về beauty, anh có thể làm về mukbang, anh có thể làm dancer đó. Thì anh có thể làm về thậm chí là choreographer nữa. Choreographer, makeup. Dần dần á, anh nghĩ là cái chuyện label cho bản thân mình một cái để mình bám vào và mình phát triển á, nó cũng hay, để nó giúp mình không có bị lost. Tại vì giống như anh nói nãy trước là anh bị lost là tại vì anh đang không biết làm cái gì. Anh được truyền cảm hứng bởi những cái người làm mukbang á, và anh muốn thử và anh làm và nó thành công thật. Chồng biết. Có nghĩa là anh làm những cái khác maybe nó sẽ flop, nhưng mà anh làm mukbang nó luôn lên. 10 clip anh thấy 8 clip là nó lên. Cho nên là cái này coi như là một vô tình chứ đã. Flexing chỉ là vô tình thôi. Mình làm tốt thì mình cứ khoe thôi đó. Cho nên là ok, anh cảm thấy là như vậy và anh cũng muốn gắn một cái label. Khi mà giờ ai hỏi thì mình cứ nói mình là content creator thôi. Nhưng mà em thấy những cái label đó ngoài cái tên gọi á, ngoài cái cách gọi, ví dụ là người hướng ngoại, người hướng nội, người có tính nữ cao, người có tính nam cao, thì ngoài cái tên gọi đó ra, em nghĩ cái công dụng và cái vai trò của nó có giúp ích được mình cái gì không? Nếu như mà em nói là để cho người ta mường tượng được đâu đó một phần về mình, giống như em sẽ luôn nói em là một người có tính nữ cao, rồi em là một content creator về mảng lifestyle, hoặc là nói đơn giản hơn TikToker. Mọi người sẽ tưởng tượng được ok, thằng này sẽ nói ba lá ba sàn về cuộc sống của nó, và nó là một người nhẹ nhàng vậy. Cái kiểu thì em nghĩ nó là một cái công dụng là để người ta mường tượng được mình đang làm cái gì thôi. Giống như là trước đây á, em về nhà mà em nói em là copywriter, em học PR không ai hiểu chứ. Em chỉ nói là con làm quảng cáo. Thì đó là một cái từ để mà người ta nhìn cho người ta hiểu người thằng này nó làm là quảng bá hình ảnh thương hiệu. Có khi người ta cũng không hiểu tới mức đó nữa. Thật ra là làm quảng cáo là làm mấy cái clip clip chạy trên TV, người ta hay tua đúng không? Chỉ nói đơn giản thế thôi. Chứ không lẽ nghĩ là cái tên đó để người ta nhìn vô người ta biết cái cục này đang nằm đâu, 1000 cục thì cục này đang nằm ở section nào, hàng nào, để mà mình có thể với tới mình hiểu được. Em nghĩ là những cái label vậy là để như vậy. Chứ để mà mình label bản thân mình, đặc biệt là những bạn mà content creator, em biết những bạn là họ chỉ stick với một loại nội dung thôi.
thôi. Nhưng mà sẽ có những bạn rất là linh động giống mình, họ làm gì cũng được. Thì nếu mà đặt một cái label cho những bạn giống mình á thì sẽ rất là dễ khiến cho bạn bị khủng hoảng bản sắc cá nhân, tại lúc đó bạn lỡ bạn thích cái khác nhưng mà người ta gọi bạn là cái này thì bạn sẽ không biết bạn nên làm cái nào. À, sau đó là hai hướng. Cái hướng đầu tiên trước đã, mình label bản thân mình hay là người khác label bản thân họ, là cái công dụng và cái vai trò nó giúp cho người ta sẽ bám vào đó, phát triển những cái bước đầu tiên để người ta biết à người ta là ai, người ta nên làm gì ở những cái bước đầu, cho những cái người ngoài ví dụ như mình nhìn vào à mình cũng hình dung được là cái người đó vậy vậy giống như nãy em đang nói. Nhưng mà nếu mà đi về dài á mà cứ bám vào cái label đó hoài á thì anh thấy maybe giống như em nói, cái bạn đó có thể thích cái khác nhưng mà bạn đó không dám mở cái vùng an toàn của mình ra hay là bước ra khỏi vùng an toàn để thử cái khác. Chỉ như bạn đó mặc định là à bây giờ ví dụ tôi là chuyên viên marketing đi thì tôi chỉ làm được những cái việc ở trong cái vòng tròn là tôi tốt nhất. Đúng rồi, chứ tôi không có bước ra ví dụ tôi làm những cái khác mà tôi trải nghiệm hơn. Thì đó là cái anh thấy mà chuyện mà label á nó bị bó buộc. Đúng rồi, nó bị bó buộc nhưng mà nó vẫn nên có ở cái khúc mà mình xác định mình là ai ở những cái đoạn đầu. Tức là nó không phải là không nên có mà nó vẫn nên có nhưng mà mình phải biết cái cách dùng nó. Tại vì một người có thể có nhiều label như anh nói, cho tới cái lúc mà mình hiểu được mình chính thức là ai rồi á, chỉ cần người ta biết tới mình là Bean, người ta biết tới mình là Chide và mình có thể làm những cái này những cái này những cái này. Còn những khúc đầu mà mình đang bị lost á thì mình nên label bản thân của mình mình là như vậy như vậy như vậy. Em nghĩ là cái tên nó chỉ nên dừng lại ở cái tên, nó không có nên làm một cái gì đó nó quá là nặng nề. Đúng rồi, nó không có nên xác định mình rập khuôn như đúng vậy. Đúng rồi, nó không nên là cái khuôn cho mình, nó không nên là một bốn bức tường mà nó là một cái cánh đồng bự và nó sẽ có một cái điểm nào đó nó sẽ rơi ra mình để mình chạy khắp nơi và mình từ từ mình expand nó ra chứ nó không nên là một cái cục để mình dừng mình ở đó khó chịu lắm. Em ghét bị label. Đúng rồi, chứ nếu mà như em nói như bốn bức tường là nó sẽ bị hạn chế những cái khả năng mà bản thân của mình vốn dĩ có thể làm được. Thôi nãy giờ nói cũng quá nhiều về mấy cái chuyện về kiến thức về góc nhìn đó. Thôi giờ qua lại cuộc sống của em đi. Một cái chủ đề mà lúc nào anh thấy trên mạng cũng rất là vui tươi, cũng rất là năng lượng, cũng rất là kiểu lan tỏa những cái tiếng cười cho mọi người. Em có bao giờ em bị rơi vào một cái gọi là chuyện buồn mà em không thể chia sẻ với ai không? Gặp câu hỏi này là đúng chỗ ngứa. Em có một thằng bạn Huy Phạm, thì thằng Huy Phạm nó nói với em một câu mà trời ơi em cảm giác là má ơi câu nó đúng đắn nhất. Nó nói là những người nào mà càng vui ở ngoài là người ta sẽ càng buồn ở nhà. Nghĩa là những người nào mà không có trauma, không có chuyện buồn sẽ không bao giờ là những người vui tính được. Em hay nói với mọi người là trước đây á, em là một người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, rất là ồn ào, luôn luôn lan tỏa những giá trị tích cực ở trên mạng xã hội. Somehow nha, cái đó nó dần hình thành một cái nếp nghĩ của mọi người là thằng chi đây không biết buồn. Em có rất là nhiều chuyện buồn, nghe hơi ghê nhưng mà em có rất là nhiều chuyện buồn. Và cuộc sống của em nó cũng như cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh nha. Nó cũng có drama gia đình, cũng có drama tình yêu, cũng có drama bạn bè, thậm chí cả những cái drama với chính bản thân mình nữa. Em nghĩ á, the best á, là mình không nên chia sẻ quá nhiều những cái chuyện đó lên trên mạng xã hội. Nếu mà có buồn nha, cũng đăng được, nhưng mà đừng có tới mức là kể từ A tới Z ở trên đó. Em nhớ anh hồi xưa em có đọc ra một cái câu là đừng bao giờ đặt cảm xúc của mình lên trên mạng xã hội. Tại vì em hồi trước á, em là một người luôn đăng những cái thứ tích cực, những cái thứ thật là sáng, thật là rực, những thứ thật là vui vẻ trong cuộc sống của mình lên đó. Nhưng mà sau này em mới nhận ra là nếu mà mình cứ đăng như vậy hoài á thì mọi người nhìn vô kênh mình, người không thấy gì ngoài cái niềm vui chứ. Mình giống như là một cục pin không bao giờ ngừng nghỉ. Em cũng không muốn là như vậy, em muốn là đôi lúc mọi người cũng phải thấy mình buồn, mọi người cũng phải thấy mình như thế này như thế kia. Mình cũng là một người bình thường, mình is a human being. Nếu em cứ tiếp tục đăng như thế á, mọi người sẽ thấy thích, nhưng mà em không thấy vui. Giờ tao buồn, người ta không được xài mạng xã hội hả? Sau này thì em buồn nhiều thì em cũng có đăng lên, cũng có người chia sẻ, cũng có người nói chuyện, thì em mới thấy là mình đăng lên vậy cũng được phết. Rồi quay lại á thì chuyện buồn có nhiều nha. Em thường á buồn là em không nói được, không biết nói ai chứ. Thậm chí là em có người yêu em cũng không nói được với người yêu. Em cứ im vậy đó, em cứ giữ trong lòng mình vậy đó. Và em về em viết nhật ký, em cứ xả hết trong nhật ký, rồi em tạo một cái account không cho ai follow hết. Em quăng hết tất cả mọi thứ lên đó. Dần dà mới thấy là ủa sao mình cứ bị ủ dột quá, sao mình không có nói chuyện được với ai. Thậm chí là em chơi thân với Jaycee, nhưng mà những chuyện mà Jaycee nghe nó chỉ là những chuyện vui. Em không có chia sẻ được hết 100% các câu chuyện em cảm thấy như thế nào deep down inside. Tại vì đâu đó là em vẫn bị insecure là nếu như mà mình nói như thế này thì người ta sẽ bị những cái nỗi buồn của mình dọa mà bỏ đi mất. Đang thời điểm hiện tại luôn, ngày hôm nay luôn á, là em đang đọc một cái cuốn gọi là nó là Sự Can Đảm Vĩ Đại. Nói chung nó nói về cái chuyện là nếu như mà mình có gan mình show off cái sự vulnerable của mình thì đó mới là lúc mình can đảm nhất. Em hay trước đây có làm một cái campaign là cái câu nói mà brave nhất của một người sẽ là asking for help. Thì em nghĩ sao mình không có dám làm như vậy ta. Xong rồi dần dà chắc là
em nghĩ nha, sau khi mà em đọc xong cuốn sách này và trở về tương lai á, em sẽ là một người nó thể hiện được nhiều cái cảm xúc của mình hơn ra ngoài, không nhất thiết là trên mạng xã hội, nhưng mà sẽ thể hiện ra ngoài, đặc biệt là những người xung quanh của mình. Cho anh ta kiểu cũng biết là đồng chí D cũng có tâm tư, nhưng mà nếu như mà em như thế nha, mọi người nhìn em trên mạng xã hội đều là một hình ảnh rất là sáng rồi á, và anh cũng như vậy, thì có bao giờ anh bị như vậy không? Có chứ em, tất cả mọi người follow anh á, trong đó có một vài bạn, nhưng mà thường anh thấy là những người đó kiểu hay dùng nick clone thôi để nhắn tin cho anh không biết nữa. Yeah. Nhắn tin cho anh cũng kể câu chuyện của họ và xin anh cái cách để giải quyết, tại vì họ thích cái góc nhìn của anh, họ thích cái lối sống của anh, họ thích cách nhìn nhận vấn đề này nọ, thì họ luôn thấy mình tích cực vậy á. Thì anh vẫn có những cái chuyện buồn và anh không kể ở trên mạng xã hội nhiều. Hồi xưa thì lâu lâu mình cũng có đăng status này nọ, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì anh không có show lên nhiều. Status là đăng status gì? Đăng status buồn á? Đúng rồi, hôm nay buồn quá, thất tình đồ đó là cứ đăng lên show cho mọi người thấy cái sự buồn của mình. Xong hồi đó anh đọc ở đâu đó một cái câu mà anh quên là nguồn rồi, anh quên cái nguồn rồi. Người ta chỉ nói là mình chia sẻ những cái chuyện buồn của mình lên á, thì thường 10 người hết 8 người người ta không hứng thú để đặt mình và đặt cái vị trí của mình. Đúng rồi, để người ta feel á, người ta sẽ cảm thấy là mình bị tiêu cực. Phần trăm còn lại thì anh thấy là những người mà ghét mình, người ta sẽ rất là hả hê cái chuyện đó. Kể từ đó anh cũng rất là hiếm khi anh chia sẻ những cái chuyện buồn của anh ở trên mạng xã hội. Anh thường là ok, một là không có share, còn nếu mà share thì mình sẽ share những cái mà mình tích cực thôi. Tại vì anh biết là buồn thì ai cũng buồn hết, không có ai mà sống trên cuộc đời này mà không gặp chuyện buồn nữa chứ á. Người ta có share lên hay không thôi. Nhưng mà nếu mà anh cứ đăng kiểu những chuyện tích cực của mình lên như vậy thì anh có bao giờ cảm giác là mình bị gồng không? Có bao giờ cảm giác là kiểu mình đăng những thứ này lên thì mình mới có tương tác, hay là phải đăng những thứ này lên mình mới là mình trong mắt mọi người? Anh thì hồi trước anh chỉ bị gồng là cái chuyện anh bị tích cực độc hại. Cái điều này anh có chia sẻ ở tập 1 á. Là cái điều này khi mà anh nói ra là nó giống như là cái chuyện mình phải luôn gai góc á. Mình phải luôn gồng mình, tại vì mình cảm thấy cái chuyện mà mình yếu đuối, mình khóc nó rất là xấu. Mình không muốn bản thân mình như vậy luôn. Gặp những cái chuyện buồn á, anh luôn cố là ok, mình chịu giống Superman vậy á. Nhưng mà cái đó nó chỉ là phương án tạm thời thôi, chứ cái chuyện nó vẫn nằm trong đây nè. Đó, nó không có mất đi được. Và mỗi ngày gặp những chuyện buồn nó chồng, và khi nó đổ ra một cái thì mình khóc òa như là một đứa con nít vậy á. Cái mình cảm thấy là mình đang bị tích cực độc hại. Mình không có sống thật với cảm xúc của mình. Tại vì những cái khúc đó nhiều khi mình còn được khóc, mình còn được buồn, mà mình không có cho bản thân mình buồn. Đó là cái lúc đó anh bị gồng á, nhưng mà anh bị gồng ở ngoài. Còn cái chuyện mà gồng trên mạng xã hội như em nói á thì không. Ví dụ bây giờ anh có chuyện buồn, anh vẫn có bạn bè đến tâm sự, chỉ là anh không đăng lên thôi. Đúng. Nhưng mà anh vẫn trải lòng với bạn bè ở ngoài. Thì cái đó là anh đã khác ngày xưa. Ngày xưa là anh không trải lòng với bạn bè ở ngoài luôn, anh giấu một mình anh thôi. Tại vì anh sợ cái cảm giác mà người ta thấy mình yếu đuối, mình xấu á. Và anh dần nói rồi, cái đó nó không sao, cái đó nó bình thường thôi. Cảm xúc mà. Lúc mà em thay đổi cái chuyện là em từ một người mà luôn vui thành một người có buồn có vui trên mạng xã hội, lúc em chỉ nghĩ là những người nào mà ở bên mình lúc mình vui, xong rồi lúc mà mình buồn họ vẫn ở đó và họ sẵn sàng kéo mình để mình vui lại, thì những người đó mới thật sự là những người quý giá, đáng quý trong đời mình. Ấy là những bạn follower của em nha. Có những bạn á, là những ngày mà không thấy em đăng story thôi, mấy bạn đã inbox hỏi là ủa sao hôm nay anh không đăng story, anh đang có chuyện buồn hả, anh có muốn kể em nghe không, các kiểu. Sao chứ nó không, em ơi, em chỉ bận thôi chứ anh bình thường lắm rồi, ở thời điểm hiện tại là anh bình thường lắm, không có gì hết, có gì là anh sẽ nói. Thì em thấy những người như vậy là những người rất đáng quý, và thấy nó dễ thương, kiểu gì thấy mình được yêu được thương. Đúng rồi, đó cho nên là thường á, những cái bạn follower đó mà cũng nhắn tin cho anh kiểu như vậy á, cái mình cảm thấy mình cũng được mọi người trân trọng. Thì vì không có phải ai cũng muốn kể cái chuyện buồn của mình ra cho người khác nghe. Đúng rồi. Mà người ta chọn cách là người ta dám kể với mình, là người ta cũng kiểu có một cái sự tin tưởng đối với mình. Khi mà mình cho lời khuyên là người ta sẽ lấy những cái đó để người ta giải quyết cái chuyện của người ta, cho nên mình cảm thấy ok, đây là những cái điều mà mình đáng trân trọng. Speaking of lời khuyên, anh có sợ là nếu như mà mình cho lời khuyên người khác á, mình giống như thầy giáo lúc đó, giống như là kiểu mình chỉ người ta, cầm tay chỉ việc cho người ta giải quyết chuyện của người ta theo cái góc nhìn của mình, anh có sợ bị gì không? Không, nó đơn giản là anh chia sẻ cái góc nhìn đó của anh, còn cái chuyện mà người ta có làm hay không là chuyện của người ta. Tại người ta có thể tham khảo. Tại vì ở đằng sau đó nhiều khi là người ta đã có những cái lời khuyên từ bạn bè này nọ của người ta rồi, mà người ta muốn có thêm lời khuyên thì mình cứ cho lời khuyên theo góc nhìn của mình. Tại vì nếu ý là cái lời khuyên của mình, nếu mình ở trong vị trí đó mình sẽ làm như vậy. Nó giống như cái chuyện hồi xưa có một bạn nhắn cho anh buồn là tại vì thích bạn kia mà không dám nói này nọ đó, thì anh cũng cho lời khuyên, thì nếu anh là em anh sẽ nói. Nếu mà nói ra bị từ chối hay là bị những cái câu trả lời mà nó tiêu cực thì vẫn chấp nhận luôn. Nhưng mà at least là mình đã nói, mà mình sống thật với cảm xúc của mình lúc đó. Gan nói. Bởi vì anh thấy một cái câu á là nói ra thì có thể sẽ được đồng ý, còn không nói là không bao giờ đồng ý luôn. Đúng
rồi. À, cho nên là thôi, sống con đời. Có gì cứ nói ra đi. À, anh nhớ kìa, để mạnh muốn nói với em rồi. À, ok, tuyệt. Em nói là muốn bước vào cuộc đời của người khác nhưng mà không muốn người khác bước vào cuộc đời của mình trong gia đình yêu. À, dạ, 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 ừ. Thì anh cũng có một lời khuyên thì nếu mà em không nói chuyện á, kiểu như nó sẽ không có clear mọi thứ rõ ràng. Em nên thoát cái đau ra. Cái đó là em nên. Tại vì mình quen nhau là mình gọi là sao ta, cái từ này nó cũng hơi nặng nhưng mà mình phải có trách nhiệm với nhau. Đúng. Bước vào cuộc đời nhau thì phải nên biết về cuộc đời nhau và nên hiểu về cuộc đời của nhau. Hồi đó anh nói chuyện với một bạn kia chưa có quen thôi, nhưng mà anh cũng có những cái ít nhỏ nhỏ giống như là vậy nè. Kiểu bạn đó cũng có một chút xíu tự ti về bản thân mình, nhưng mà anh thì luôn is ok. Nói với bạn đó là không sao đâu, bình thường, cái đó là sự bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Ok, bạn đó cũng nghe theo anh. Cái xong rồi bạn đó thì cũng có một cái ít là mình đi đâu thì mình nên chụp qua update cho bạn đó. Hiểu. Cái thằng anh chụp qua, cái bạn nó kêu chụp cái mặt đi. Anh không chịu. Tự nhiên anh chụp cái mặt, anh thấy cái mặt anh xấu. Anh không có thích. Ok. Anh từ chối, anh kêu không. Cái mặt đang xấu xí, không thích chụp. Nhưng mà anh thì anh cảm thấy những cái mà tự tin của người ta thì anh cảm thấy bình thường. Thì người ta đang cảm thấy cái mặt của anh lúc đó nó cũng bình thường. Và nhiều khi người ta cũng nói là không, anh thấy em dễ thương, bình thường. Cứ chụp đi, nhưng mà mình cứ say no, tìm mình chụp đi, cái mặt mình xấu thì xấu. Mỗi người nó sẽ những cái ít trong tình yêu chịu đựng nhỏ nhỏ, nhỏ vậy á. Khi mà đụng những cái điểm đó một cái là người ta sẽ nhảy lên bực mình. Ừ, người ta nói yêu nhau quá kiểu ráng chấp nhận mấy cái đó với nhau, hòa hợp với nhau là mừng lắm rồi chứ. Kiểu đòi một cái người mà xuất sắc 100% mà phải hiểu mình, phải không, bây giờ hợp với mình làm gì có. Mơ mộng đi. Thì từ những cái điều trên á anh rút ra một cái là kiểu thường á mình sẽ không có hài lòng về một người 100% được, người ta cũng vậy. Đúng. Cái bộ hình sinh nhật của em á, em sống cũng không có hài lòng được hết tất cả mọi người. Đúng. Có người thích, có người ghét. Đúng. Và em đem cái sự thích và cái sự ghét đó vào cái bộ hình sinh nhật của em. Em sử dụng cái máy chiếu, em chiếu những cái comment của em, đúng không? Những comment tích cực, những cái comment chửi. Thì những cái comment chửi đó thì người ta sẽ nói em là lố, nói em là giả tạo. Dẻo. Thì qua những cái content tích cực của em, cái năng lượng mà tiếng cười của em ở trên mạng xã hội thì người ta sẽ thấy cái điều đó. Em phát ý là cái ý tưởng và cái nguồn cảm hứng ở đâu mà em làm cái mô hình đó giờ. Em mỗi năm thì em đều có một cái bộ sinh nhật và em muốn nó là một cái bộ mà có thể kể ra câu chuyện của em trong năm đó. Thật ra là em có hai bộ rồi. Bộ đầu tiên á, nó tới từ, nó là một cái bộ mà rất là hoa hòe, hoa, tất cả mọi thứ xung quanh đều là hoa 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 hoa. Thì đó là một cái năm mà em nói là mình đã lột xác, tại vì hoa nó cũng từ từ búp, nó cũng phải lột nó ra nó mới thành hoa. Thì bây giờ mình đã lột xác, mình đã khó chịu, mình đã bức bối thì bây giờ mình mới thành hoa. Thì cái bộ hình năm nay á, nó rất đơn giản thôi, là những cái điểm trừ của mình, negative feeling, những cái comment tiêu cực đó, những cái cú đâm đó đó, nó mới shape lên mình. Ở thời điểm hiện tại giống như mình là một cái bức tượng đi, thì mình cũng phải chịu những cái lực mà đấm 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 vậy nè, mình mới là cái tượng. Thì lúc đó em chỉ nghĩ là ok, mọi người comment tiêu cực như vậy là tại vì mọi người có perspective khác mình, cái cách mọi người lớn lên, cái môi trường của mọi người cũng rất là khác mình. Mọi người không quen nhìn vào một bạn gay trên mạng xã hội, mọi người không quen nhìn vào một bạn nói chuyện bổ bả, nói chuyện đập tay đập chân rồi muốn may quay cùng cái kiểu trên mạng xã hội, nên là mọi người có những comment như thế. Mình cũng có những comment như thế nhưng mà mình không dám đăng lên, mình chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Mình cũng nghĩ trời thằng này lố quá, trời thằng này mặc đồ kiểu gì trời. Thì mình cũng có những comment như thế, mình chỉ không đăng lên thôi. Thì ai cũng có những cái comment đó, mình không bao giờ hài lòng với ai chứ. Thì em nghĩ là giờ mình cũng không hài lòng người ta, người ta cũng không hài lòng với mình, vậy thì mình sống dĩ hòa vi quý. Giờ mọi người comment mình tệ thì mình nhận. Mọi người không mình lố thì ok, mình lố. Mọi không mình dẹo thì ok, mình dẹo. Thì em chỉ nghĩ lúc đó cái hình ảnh của mình trên mạng xã hội thì nó là cái bộ mặt của mình. Những cái comment đó thì nó cũng như là tát nước vô mặt mình, nó cũng chửi vô mặt mình. Nhưng mà mình chọn cái gì để mình nhìn vào nó thôi. Thì lúc đó em chọn cái màu của những cái hate comment nó sẽ là những cái màu tím, còn những cái love comment nó sẽ là màu vàng. Thì ra màu vàng là những màu em thích, thì em sống vì những cái màu em thích đó. Và những cái màu tím thì nó sẽ bị những cái màu vàng nó triệt tiêu đi, nghe triệt sắc cái kiểu hóa học đấy. Thì chúng sẽ bị triệt tiêu đi. Thì vì mình những cái comment tốt đó, mình sẽ cảm thấy vui, sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng mình không có bỏ đi, mình không có neglect những cái comment xấu đó. Mình trân trọng hết tất cả mọi thứ. Mọi người có comment là mọi người có tương tác là mình vui rồi. Thì đó là tại sao mà em lựa cái, chọn cái bộ hình năm nay. Thật ra ban đầu là em luôn ấp ủ là một bộ hình đầy máu cơ. Một con bọ cạp rồi máu me các kiểu, rồi rất là mê. Giống như cái bộ Halloween của anh á. Phải là cái bộ mà máu me nó phải đã đời với tá làm binh vậy đó. Em lúc đó không có thời gian, xong nghĩ là thôi giờ mình làm sao mình kể được cái câu chuyện nó mới mới một xíu, khác một xíu. Thì em nghĩ là mình share
vì mình hay nói với mọi người là bỏ đi những cái bình luận tiêu cực, thì giờ mình đổi lại xíu, mình cherish cả những bình luận tiêu cực và cả những bình luận tích cực. Nhờ những bình luận tiêu cực thì mình mới có được cái tích cực, giống như Huy Phạm nói, những người phải buồn người ta mới vui. So that's where cái bộ hình nó come from. Cái đó sẽ là cái bộ hình mà đánh dấu kết thúc tuổi 21 của em và bắt đầu tuổi 22. Thì kết thúc tuổi 21 của em là em đem trong mình một cái câu chuyện là em sẽ cherish hết những cái đó, em thay đổi góc nhìn, thì tuổi 23 nó sẽ có cái gì đó mới. Hope so. Đúng là content creator luôn á. Nhưng mà anh cảm thấy thích cái concept đó, thích cái idea đó. Nói chung á, khi mà nhìn vào cái first impression của mình là wow thôi. Wow. 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 Tại vì em hiểu không, sinh nhật là một cái ngày vui. À. Mà cái bộ hình sinh nhật em lại đem những cái tiêu cực vào. À. Thì anh cảm thấy, hay. Hay. Tại vì em cũng muốn là nói luôn, em luôn muốn nói mọi người là không có ngày buồn này, không có được ngày vui, em muốn nói thế từ rất lâu rồi. Nhưng mà em giải thích cái vụ màu sắc á, anh cảm thấy có lý hả? Ấn tượng á. Có lý. Mọi người có thể lên Instagram của Chí để mọi người xem cái bộ hình sinh nhật đó. Chí nó đăng 3 tấm luôn, nó đăng 3 tấm liền với nhau vậy nè. À, kéo là một cái liền. Đúng rồi, 22. Đó, yeah. anh có để ý anh thấy. Giống như là hả, em nói người ta chửi mình lố, ok mình lố, nhưng tới là sweet. Giờ ta chửi mình rắn, mình thành rắn chúa luôn. Xung tinh nha, người ta kêu mình dẹo, người ta kêu mình lố thì chứ biết sao bây giờ. Là mình nấu làm hài lòng được người ta. Giống như anh ngồi anh ăn thì cũng sẽ chắc chắn luôn, sẽ có những người cứ trời thằng này ăn nhiều quá, trời thằng này ăn gì mà lố lăng quá, trời mấy cái món này unhealthy vậy mà nó cũng ăn. Chắc chắn sẽ luôn có những người như vậy mà ta không nói thôi. Anh nhận được những cái comment tiêu cực trong những clip anh ăn nhiều rồi. Ví dụ giống như là cái clip anh ăn gà đi. Ví dụ tự nhiên cái bát anh đeo bao tay vô ăn. Em có coi cái comment đó, kiểu như là ăn uống bất vệ sinh rồi không đeo bao tay. Trời em ơi, cái con gà đó, con gà ủ muối thì nó giống như con gà luộc đi. Đúng. Nên cái bao tay nó rất là trơn, là sao mà lột được. Nhưng mà ăn gà, mình ăn ở nhà xua là mình đã rửa tay sạch sẽ. Đúng. Ba mẹ mình cũng vậy, ăn gà xé ra để chăm sóc ăn bình thường. Anh có vô, anh rep cái comment đó bằng cái câu của một cái chị... Rita Yakama. Đúng rồi, Rita Yakama. Không thích nhìn để bác xem. Không thích nhìn để bác xem. Cái comment đó, gọi mọi người vào, mọi người like comment, mọi người cũng reply thêm để mọi người chửi cái bạn đó. Tại vì nó quá vô duyên. Ví dụ những cái comment xây dựng góp ý, anh nhận hết. Ví dụ hồi trước anh làm nhiều bạn vô comment là Bin ơi, Bin ăn bị chép quá. Bin ăn kiểu như này nó sẽ ok hơn. Đó, anh tiếp thu, anh rút kinh nghiệm lại những cái đằng sau là không hề nghe cái tiếng đó luôn. Rồi những cái bạn vô comment là Bin ơi, setup như vậy nè, nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn. Đó, những cái đó vẫn là mình đang biết là người ta đang chê mình setup xấu. Nhưng mà người ta có một cái tính xây dựng góp ý là mình nên như vậy, nên như vậy. Đúng, người ta rất là có tính xây dựng. Đúng, người ta góp ý đó. Mình chịu vô quá mà kiểu công kích bạo lực mạng này nọ là anh chửi lại hết á. Anh dữ quá. Là... anh dữ rồi, không có dám chửi đâu. Nhưng mà giờ anh cũng bớt em á, cái mỏ anh giờ bớt hổn á. Hồi xưa cái mỏ anh hổn lắm. Cái mỏ anh hổn có tiếng luôn á. Có mấy bạn nhắn tin cho anh hồi xưa còn kêu anh chỉ cách đi chửi lộn mà. Đã vậy chơi. Nhưng mà anh cảm thấy thì những cái tính đó thì nói chung là bớt. Tại mình hoan hỷ mà mình dĩ hòa vi quý với Trí nói nè thì cũng ok hơn. Bởi vì anh nể những người mà người ta gọi là nghệ sĩ á, mà người ta im lặng đã chịu được dư luận lắm luôn á. Thiệt á. Nhìn vô những người đó thấy nể. Ấy là dù chưa biết người ta đúng hay sai nha. Ừ. Nhưng mà người ta luôn chọn cái cách rất là ít nói, rất là im lặng đi phản bác lại những cái tin đồn, những scandal đó. Mình nhìn vô trước tiên là mình nể về cái sự chịu đựng của người ta đã. Hay thiệt. Còn cái chuyện người ta đúng, người ta sai thì cái chuyện nó của người ta. Ngứa mỏ nha. Đó chứ gặp mình mà thử có ai mà chửi mình không đúng coi. Trời ơi, là mình nhảy dựng lên mình chửi lên liền. Nhiều người mà người ta rèn được cái tính đó mình cũng phải đáng học hỏi người ta. Em cũng có nhiều tin đồn xung quanh mình. Hồi đó là em cũng sẽ phản ứng là em sẽ nhảy động lên em chửi. Không, ta không có như thế. Hồi đó là em là chuyên gia đăng status Facebook drama queen là đăng status Facebook tát thẳng như chửi thẳng. Tao không có như thế, mày đừng có nói như thế. Xong rồi sau này á, lúc mà tới cả cái khoảng thời gian chắc 1-2 năm gần đây, xong mình cũng có nhiều tin đồn khác. Người ta đã chọn cái người ta muốn tin rồi, mà mình có nói người ta cũng đâu tin. Nghĩ sao nghĩ. Xong đơn giản như là hình thản. Anh đi
biết em thêm một cái là em có cái hình xăm à. Tên của mình đúng không? Đây đây chị đề. Chữ của mẹ em biết đúng không? Đúng. Là kiểu chữ viết tay. Đúng. Bữa anh thấy em đăng cái anh cũng ấn tượng nữa, lại một lần ấn tượng nữa. Cái anh cũng muốn làm một cái hình như vậy. Ý là một cái gì đó mà nhờ ba mẹ mình biết á, xong rồi mình sẽ đem ra mình xăm thôi. Ví dụ đơn giản là chữ bố yêu con. À bố yêu hay là mẹ yêu con. Nó cũng khi để mình xăm lên. Trời ok, chắc chắn anh sẽ làm. Trong năm nay. Anh biết là em rất là thương mẹ. Em kiểu sống với mẹ từ nhỏ cho tới lớn á. Có cái điều gì tới bây giờ em muốn nói với mẹ nhưng mà em chưa có cơ hội để nói không? Muốn nói với mẹ mà chưa có cơ hội để nói. Chắc chắn sẽ là một câu rất đơn giản thôi, là con ưu tại mẹ. Em nghĩ đơn giản lắm, ý là em với mẹ thì sẽ không có nói chuyện quá nhiều với nhau nhưng mà sẽ luôn có những hành động để thể hiện là ok, tao hiểu mày, mày hiểu tao, mình có connection với nhau. Nó khoe khoang với tất cả mọi người, em kêu là em cỡ này, cái nết em cỡ này, em làm cỡ này, em quậy cỡ này là tại mẹ tao. Vậy hả? Đúng. Ví dụ coi. Ví dụ nha, hồi xưa là có một cái series là em viral nhất luôn là bà mẹ Gen Z. Khi mình làm mẹ, mình sẽ không bao giờ làm mẹ tại vì sao. Và nó là một cái ngàn những cái lý do, những cái mắc cười về cái tình huống là một Gen Z khi làm mẹ sẽ như thế nào. Và mọi người rất là buồn cười vì cái point of view đó của em. Rất là ít người biết được là thật ra là những cái đó là những cái hành động của mẹ em chỉ thuật lại thôi. Vậy luôn. Quá quậy, cô ấy quá quậy, cô ấy gọi là một cô gái hoặc là can trường. Em rất thích mẹ em. Bạn bè em gặp em mà nghe em kể về mẹ là không bao giờ tin một cái người ngồi trước mặt mình lại là người như vậy. Anh tưởng tượng mấy cái vai mà bà ngoại dưới quê chỉ biết nấu ăn, xong lủi thủi trong bếp rồi xong đi ra hả, con ơi vô ăn cơm nè con, hôm nay là mệt không, rồi thôi buồn quá vô đây bà ôm. Không bao giờ chửi, không bao giờ đốt chát, không bao giờ gì cả. Mẹ là bây giờ, là bây giờ. Nhưng mà trước đó là nhưng mà trước đó là cô ấy gọi là từng kể cho em rất là hạnh phúc. Cô ấy kể một đôi mắt sáng rực là hồi đó hả, tao đi học về hả, đừng có mong tao về nhà, tao là tao chỉ có đi đem bộ đồ theo vô toilet chuồng, xong tao thay đồ xong tao đi ba. Hồi đó em còn có một chuyện nữa là em chơi con nhỏ bạn thân ở sau nhà em, mẹ con nó ghét em cực kỳ. Em chỉ nghĩ đơn giản là thôi chắc thấy con gái chơi với con trai thì mẹ sẽ ghét đứa con trai, tại sợ là kiểu hại đời con gái bà hay gì đó. Nhưng không, hóa ra nó là mối thù là từ hai bà mẹ ghét nhau. Từ lúc mà em còn bé tới bây giờ sẽ luôn là một người mà ủng hộ mọi quyết định của em, điên rồ cỡ nào nó cũng sẽ ủng hộ nha. Hồi đó em chơi ván, có một thời em chơi ván em bị té, em bị gãy ngón tay thôi, một ngón tay thôi, nhưng mà người nhà em là cấm luôn. Không cho chơi ván nữa, kiểu thương á, thương con, thương cháu thì đơn giản thôi. Nhưng lúc đó em rất là rebellious, và em rất là khó chịu, mắc gì cấm, giờ tao thích chơi ván, bực mình. Xong rồi đó là nhà em tịch thu ván luôn, giấu ván, không cho em chơi ván nữa. Biết sao mẹ em là người, mẹ muốn chơi ván không? Cái cho mày, mày mở cửa sau cho mày đi, mày đi chơi đi, lát nữa về tao nói cho. Đó mẹ em cỡ đó đó. Rồi xong em làm cái gì, em học cái gì, mẹ em cũng là người rất là thoải mái. Mẹ nói là mẹ không cần học giỏi đâu, học lên lớp được rồi, trung bình cũng được, học hành không quan trọng, nhưng trọng hơn kiếm tiền sao. Mẹ rất là đơn giản. Và đó là một cái phần mà đã tạo nên em ngày hôm nay. Và that's why là em có cái hình xăm này luôn. Em luôn muốn nói là nên con hư tại mẹ là tại vì mẹ mở đường cho con đi, rồi con làm cái gì cũng vậy, rồi á kể cả cái chữ 3D này nữa. Nếu mà mẹ em từ nhỏ không có ủng hộ mọi quyết định của em như vậy thì sẽ không bao giờ có được một con 3D cỡ ngày hôm nay. Phải nhờ mẹ, phải nhờ những cái sự ủng hộ của mẹ thì em mới có gan làm những cái chuyện này. Nên là mẹ cũng đâu đó là một người đã shape lên cái chữ, cái tên 3D đấy và cái hình tượng 3D bây giờ. Thì đó, em kêu mẹ viết cái chữ 3D ra đi. Mẹ hỏi xong viết chữ Trí. Trí là ông ngoại em đặt. Không phải mẹ đặt đâu, kêu con viết nhờ tên này con đặt nè. Tên này của con là từ lúc mà có mẹ con mới có ý thức, con mới có được những cái tên này, thì giờ mẹ phải viết cái tên này cho con. Xong rồi mẹ kêu là mẹ xăm thiệt hả. Lúc đó mẹ không, mẹ sợ lắm, mẹ kêu là ông ngoại là biết mày xong rồi chặt đầu mày xuống. Sau đó kêu hả chơi dán hả, mẹ mở cửa cho con đi kệ ông ngoại, mà sao giờ mẹ nghe con xăm cái mẹ nhùng. Em nghe ha, để mày giết rồi sắp xong đi xăm ra được hình mẹ quý lắm. Một cái nữa, mỗi cái này muốn xăm, em định làm bên này thêm một hình nữa là em sẽ kêu mọi người trong nhà em vẽ ngôi sao, mỗi người luôn, là em họ nè, anh họ, rồi cô dì chú bác, ông ngoại ông nội đó, mọi người vẽ cho em ngôi sao để xem biết thành nguyên một cái bầu trời sao này. Em vẽ xăm lên đây, xong muốn xăm thêm cái chỗ này. Anh biết cái vụ mà xăm mà quét mã hay là quét cái voice đó, có cái câu gì đó, trời em cũng muốn xăm cái đó, muốn một kề đó luôn. Mà lỡ mà mẹ không còn sống mình nữa sẽ được nghe câu con yêu mẹ, mẹ yêu con, cái đó dễ thương. Cái đó dễ thương nha. Dễ thương. Hồi trước anh lướt TikTok á, có một cái bạn xăm một cái web, nó ra một cái album trên Spotify của Obito.
cái album nó ý nghĩa lắm. Đánh đổi hả? Ừ, cái album đó nó giúp cho bạn đó kiểu cảm được, feel được á. Cái bạn đó quyết định là xăm lần, đúng, xăm một cái quét lên cái album Spotify của Obito. Anh thấy nó rất là hay. Sao quá trời. Anh thì mới có hai hình thôi. What's this? Cái này là hình... Cái này là Very Cherry. Nè, cái chữ Berry nè, và chế Cherry. Đây là cái hình ở trong album solo đầu tiên của CL. Cho nên là anh rất là thích. Và cái Cherry này á, nó giống như là kiểu như hơi giàu sang một tí. Tức có nghĩa là em biết những cái món tráng miệng đắt tiền thường nó sẽ có cái Cherry on top. Là kem, bánh, là mấy món tráng miệng Pháp ý đó. Cherry á, nó đọc giống Cherine. Thì Cherry là tên thật của CL. CL là Lee Cherine. Một cái cuối cùng nữa, nó đơn giản là cái cherry á, nó viết ra thì cái chữ cherry nó cũng hao hao cái chữ cheers là vui vẻ á, luôn sống một cuộc đời very cherry. Damn, ok. Còn cái này là cung bổ bình của anh nè. Cái hình này là nó có sẵn trên mạng nè. Cái hình cái vòng gai á thì nó có sẵn trên mạng, nhưng mà anh tự suy nghĩ ID của anh là anh móc thành cái hình cung bổ bình. Bật quay vòng gai. Kiểu thật không, mình cũng bén á, đừng có đụng vô đứt tay á. Ôi anh này. Anh ta sắp tới sinh nhật anh nè. Sinh nhật anh lúc nào cũng đứng ngày Tết hết á. Năm là 26 Tết. Năm tháng 2, ok. Một cái phát là sinh nhật của anh chung với lại anh Trấn Thành. Ui vậy hả? Chỉ khác cái năm thôi. Wow. Nhưng mà ê, cung bảo bình là thường là moody đúng không? Ừ. Có bị feedback là moody bây giờ chứ? Để anh nghiệm lại coi, cũng có. Tại vì á, một cây của anh là bảo bình hết. Cái moon và cái sun đều là bảo bình. Anh không bị trội cung khác, chỉ có cái mộc và cái mấy cái kiểu như là cung Venus là tình yêu thì nó là khác thôi. Chứ còn mặt trời, mặt trăng là bảo bình hết. Trong hoa hài như mùa hồ. Đúng rồi, sáng sao là tối với trang vậy luôn. Em sợ bảo bình lắm. Tại sao vậy? Bộ cổ em bảo bình. Dễ hả? Moody, rất moody và mình không biết người ta đang nghĩ cái gì. Và người ta cũng không có chịu nói. Có thể là bạn đang ở cái stage sống anh hồi trước, bạn không có chịu nói với mình. Còn em thì luôn muốn nói đó, nên là kiểu em sợ lắm. Mấy người bạn nó moody lúc này lúc kia, rồi xong cái kiểu nên hơi bị sợ. Nhưng mà overall những người bảo bình xung quanh em thì lại có những người rất là dễ thương. Somehow em cũng vibe được với họ. Nhưng mà chỉ có một điều em không hiểu là họ nghĩ cái gì trong đầu mà lúc này lúc khác, và họ có những cái quyết định rất là riêng của họ. Nói chung là moody đối với anh cũng đúng. Thật ra nó mà gần gũi hơn á thì anh có tới 21 nhân cách lận. Sao nhiều quá vậy hả? Cái số 21 đơn giản là cái số anh thích thôi. À. Nhưng mà mình có nhiều nhân cách thì cho nên là nhiều lúc mình suy nghĩ như vậy mà mình làm lại khác. Thì cái lúc mình có nhân cách khác rồi. Điên rồ thì cũng có. Điên rồ cũng có. Nhiều cũng nhiều cái ý tưởng táo bạo này nọ, nhưng mình chưa dám làm thôi. Thì cũng bị đang gọi là cái định kiến á, Việt Nam mẹ ơi, đâu phải là mình thích cái gì mình cứ tung lên mạng là mình sẽ được ủng hộ hết đâu. Hiểu. Em bây giờ là thấy là em đang nghĩ nha, ở trong năm ngày 24 của em là em sẽ thành một cái kiểu cũng điên rồ, mà điên rồ ngoài đời á, không điên rồ trên mạng. Anh thì ngược lại á, anh lại muốn khùng trên mạng nhiều hơn nữa. Tại vì ngoài đời anh rất là khùng. Nhưng mà trên mạng anh chưa đủ khùng giống ngoài đời. Hiểu. Thề luôn, ngoài đời anh khùng, anh là kiểu ác chủ bài trong nhóm, tất cả những cái nhóm mạng anh chơi anh luôn là cái con đứa gây cười. Nhưng mà trên mạng thì thường anh sẽ hơi nhu mì. Đúng rồi, chỉnh trọng lại mình xíu. Cũng sợ bị chớt, sợ bị đánh giá, sợ bị phán xét kiểu gì vậy mà. Thì đó, cho nên là thôi chắc kiểu tại vì anh quay với chay cũng tập, anh cũng nói tới cái vấn đề này, anh cũng nói là ok, chắc trong những cái năm tới anh sẽ ráng phát huy cái sự hài hài của mình trên mạng, khùng của mình trên mạng nhiều hơn. Anh hỏi một cái câu cuối cùng đi để mình kết thúc video. Okay. Đây là cái signature question ở trong series này. Signature question luôn hả? Ghê vậy? Ai cũng được hỏi hết. Ok. Yeah. Nếu mà cho em quay một cái video giống như là một cái story thôi, 24 giây. 24 giây. Đúng, để trước mặt của mình mà nói vậy nè. Nói đó, để gửi bản thân của em 24 năm tới. Thì em sẽ tuổi nói gì? 47 tuổi hả? Cái số 24 anh chọn là cái series này anh triển khai năm 2024, cho nên anh chọn cái mốc 24 đó để đặt cái câu hỏi. Anh cũng 24 tuổi. Đúng. Còn mà sao deep vô. Suddenly so deep. Nhưng mà cái thứ duy nhất mà trong đầu em hỏi giờ là còn sống không? Thì có, nếu mà em nghĩ là quay một cái story 24 giây mà để cho 24 năm sau để chứ muốn hỏi là còn sống không? Tại em thấy là em cũng rebel, em cũng quậy phá, em cũng chơi bời ấy, kiểu. Tại vì em định nghĩa cái chữ sống của em định nghĩa nó với em nghĩ lúc đó em sẽ có nhiều cách để em trả lời cái chữ sống của em hơn. Giống như bây giờ, như với em còn sống là còn bạn bè, còn tình cảm, còn công việc, còn tiền bạc và còn có đồ ăn. Hoặc là đơn giản nhất có thể luôn, đó là những cái add on. Nhưng mà đơn giản nhất có thể là còn đồ ăn để ăn, còn nhà để ở không, và còn sống không thôi. Chứ đơn giản thôi. Bây giờ là như vậy, mà lỡ đâu với lúc mà em 47 tuổi thì sống lại có những cái nghĩa khác. Thì nó còn sống không? Chi Đê còn sống không? Hay là Minh Chí còn sống không?
Từ đó chữ này em may nào không định xong là chữ D. Thì dù gì nó cũng là cái khô của mình, nhưng mà em nghĩ là D là cái mà mọi người biết tới mình. Thì sẽ tới một lúc nào đó em nghĩ là cái nhân dạng này sẽ chết đi và mình sẽ thành một cái tên mới. Thì bây giờ nếu mà không phải là chữ D thì còn Chí, thằng Chí còn sống không? Điểm quá. Không sao em, bình thường. Hashtag alive, sự sống đi. YouTube còn không? Lỡ đâu tới lúc đó YouTube không còn là YouTube thì sao? Mình đâu đoán trước gì tương lai. Lỡ đâu YouTube lúc đó thành đất web thì sao? Mình cũng đâu có nghĩ Facebook với lại Instagram nó gộp lại thành một đâu. Nó chung một cái meta đó. Ừ, đã thành meta. Rồi bây giờ mình ao nhưng mà anh thấy cái đó up story nó cũng tiện, link qua nhau. Link qua nhau, mà lúc quan trọng là YouTube còn. Ừ. Nói chung nó thành đất web. Nhưng mà mong là còn nha, tại vì mọi thứ kỷ niệm anh đều lưu trên đây hết á. Mình nếu mà một ngày nha, bây giờ hỏi ngược lại anh, nếu mà một ngày lúc đó anh 47 tuổi, 48 tuổi, YouTube mà nó sập, nó không còn là cái gì nữa thì nếu mà trước lúc mà anh biết nó sập anh có làm gì? Thì anh sẽ share lại hết những cái video này. Anh mua một cái cục bộ nhóm bao nhiêu nghìn, đúng mấy tờ luôn, bao nhiêu nghìn người về anh share về hết. Chứ sau khi mà mình biết được trước thì mình sẽ làm như vậy. Còn nếu mà nó sập đột ngột thì mình chịu thôi em, tại vì đó là cái gì mà nó là xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, mình phải chịu. Anh học được cái tính chấp nhận á. Anh học được cái tính chấp nhận và tính buông bỏ. Ok, tại vì không phải một mình mình. Cái kênh của Taylor, cái kênh của Blackpink như thế nào, mọi thứ nó bay màu hết, em nghĩ như thế nào. Nên là nếu mà message của anh thì message của anh sẽ là gì trong 24 năm á? Dạ, 24 giây. Thật ra là trước giờ anh quay chưa có khách mời nào hỏi ngược lại anh luôn á, tại vì nếu mà một cái câu đó anh trả lời tất cả các tập nó sẽ đều giống nhau. Nhưng mà thực ra thì nếu mà anh trả lời thì cái hashtag của anh vẫn là sự tử tế thôi. Sự tử tế. Mình sống mình cũng không có sợ ai hết, ai đụng mình là mình đụng lại, nhưng mà ai tử tế với mình tử tế lại với họ, có thể là nhiều hơn cái sự tử tế của họ đối với mình nữa. Cho nên cái hashtag gọi là sự tử tế. Sự tử tế, I see. Tử tế và còn sống không? Ừ, tử tế với lại còn sống không? Còn sống không? Tập 8 của Robin xin phép kết thúc tại đây nha. Chắc là mọi người coi mà cũng cảm thấy là quá nhiều thông tin, cái sự hoạt ngôn của GD. Cảm ơn mọi người đã xem hai tụi mình từ đầu cho tới cuối video. Và hy vọng là cái video này, như là mình nói hồi nãy, nó sẽ có những cái sự truyền cảm hứng, những cái bài học, những sự chia sẻ, nó giúp ích cho mọi người. Hay là đơn giản mọi người enjoy trong lúc mà mình skin care nè, mình ăn cơm. Đúng, ăn cơm, rửa chén, làm nhà, dọn nhà các thứ. Nghe giọng của hai anh trai ở độ tuổi 23 và 24 nói chuyện cũng cuốn. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo với lại một khách mời mới nha. Xin chào. Bye bye. Xin chào. Không lớn trời, xem nó cứ đàn, nó cứ vậy, nó cứ lai chơi hoài. Lòng sẽ thiên hướng về muốn lãng mạn nhiều với người yêu hơn. Rất là lãng mạn luôn á. Chứ hồi đó thử một năm trước coi, tại vì là dính policy quậy quá đó. Quậy quá thiệt. Đừng anh ơi, anh đừng có làm như vậy. Không anh ơi, con Chi với con Hoàng Mập là như một con điên luôn nha. Là hai má, là hai má ta nói là muốn giống như là mấy má có comment là gì, thích cái cách mà mấy má kia lớn mẹ nó nữ chính luôn.